Trong 4 tháng đầu năm 2023, công tác tái tạo văn hóa Petro Việt Nam tiếp tục được triển khai sâu rộng trong toàn tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam. Việc xác định văn hóa đi trước, định hướng, tạo đà cho tái tạo kinh doanh cùng với quản trị biến động là đôi đòn bẩy mạnh mẽ cho quản trị doanh nghiệp, phát huy sức mạnh tổng hợp của tập đoàn và các đơn vị thành viên. Ngay từ cuối năm 2022, khi lên kế hoạch sản xuất kinh doanh, các đơn vị trong PVN luôn gắn liền với giá trị cốt lõi là khát vọng, trí tuệ, chuyên nghiệp, nghĩa tình. Lãnh đạo tập đoàn làm việc với từng đơn vị, đặc biệt là các đơn vị chủ chốt, đơn vị còn nhiều khó khăn để định hướng, đặt ra các mục tiêu quản trị để phấn đấu, nâng cao chuỗi liên kết giá trị ngành dầu khí nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư và phát triển bền vững của hệ sinh thái Petro Việt Nam. Đây là nội dung thực hiện văn hóa doanh nghiệp về nâng cao tính dẫn dắt và vai trò nêu gương từ lãnh đạo cao nhất của tập đoàn, các tổ chức chính trị xã hội đến các đơn vị trong quản lý điều hành, phát ngôn và hành động trong tiếp xúc và chia sẻ với người lao động. 4 tháng đầu năm 2023, việc bố trí nguồn lực, nhân lực, thời gian, tài chính để tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp hướng tới thực chất, hiệu quả được các đơn vị tiếp tục quan tâm và bước đầu có chuyển biến tốt so với cuối năm 2022. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt phương châm hành động, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, kết hợp với hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp, thực hiện văn hóa chia sẻ trong công việc, văn hóa làm việc trên nền tảng công nghệ, văn hóa đào tạo và cập nhật kiến thức.